לא, שניים, יש פה מתרגמנית, והם עולים לכל ה... הסטנדרט זה בדיון בלי לשאת הסטנדרט. לא, אבל היא פה, למה? זה רחוק לנו. אין פה מקום פה. זה אוקיי? כן, כן. Hello, everybody. Please take your seats. Xin chào tất cả quý vị. Xin chào tất cả quý vị. Xin mời quý vị ngồi. Hold. Their Excellencies, Minister Naftali Bennett, Minister Wang Wang, His Excellency the Ambassador of Vietnam, esteemed Vietnamese and Israeli officials, and members of the Israeli business community. Kính thưa Ngài Bộ trưởng, quân kính thưa Ngài Bộ trưởng Kinh tế Bennett, Israel, kính thưa Ngài Đại sứ Kính thưa Ngài Đại sứ Việt Nam tại Israel, kính thưa tất cả quý vị, thưa đại diện của cộng đồng doanh nghiệp Israel và Việt Nam. I would like to welcome you to the dinner in honor of the first joint economical committee between Israel and Vietnam. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được chào đón tất cả quý vị tới tham dự buổi chiêu đãi nhân dịp và tổ chức khóa họp đầu tiên của Ủy ban Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Israel. I would like to thank my counterpart from the Vietnamese delegation for finalizing together the agreed minutes of the protocol, which will soon be signed by the ministers. Chúng tôi xin được chân thành cảm ơn các đồng nghiệp Việt Nam đã hợp tác rất là chặt chẽ với chúng tôi trong thời gian vừa qua để có thể hoàn tất cái biên bản ghi nhớ của phiên họp đầu tiên của Ủy ban Chính phủ mà các hai bộ trưởng chúng ta sẽ ký sắp tới đây. First of all, each minister will make a statement and then they will sign together the protocol. Trước hết thì tôi xin được mời hai vị bộ trưởng phát biểu, sau đó thì hai bộ trưởng sẽ ký cái biên bản của khóa học. I would like to ask Minister Bennett to give his statement. Thank you. Trước hết tôi xin được mời Bộ trưởng Bennett phát biểu. His Excellency Minister Wen Wen, Minister of Science and Technology of the Socialist Republic of Vietnam, Mr. Tran Viet Thanh, Vice Minister of Public Security, Mr. Tha Duy Chinh, Ambassador of Vietnam to Israel, distinguished industry leaders, government officials, and colleagues. Kính thưa Ngài Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ của Việt Nam, kính thưa Ngài Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam, kính thưa Ngài Tạ Duy Chính, Đại sứ của Việt Nam tại Israel, kính thưa các vị đại diện cho các bộ ban ngành của hai nước, Israel và Việt Nam và đại diện cộng đồng doanh nghiệp. It's a great honor tonight to host the first joint economic committee between Israel and Vietnam. This gathering marks the incredible progress of our bilateral relations over the past 20 years. I'm well aware of the efforts made by both sides to bring our delegates to the discussion table, and I'd like to express my sincere thanks to all of those of you who helped make it happen, especially the International Cooperation Department of the Vietnamese Ministry of Science and Technology and Israel's Economic and Trade Mission in Vietnam. Ngày hôm nay chúng tôi rất là vui mừng được cùng với Ngài Bộ trưởng và Phái đoàn Việt Nam tham dự khóa học đầu tiên của Ủy ban Liên Chính phủ giữa Việt Nam và Israel về hợp tác kinh tế, khoa học và công nghệ. Có thể nói đây là một sự kiện rất là quan trọng và nó đánh dấu những cái bước phát triển rất là lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Israel đã được
thiết lập trong vòng 20 năm vừa qua. Nhân dịp này thì tôi cũng xin được trân trọng cảm ơn vụ hợp tác quốc tế của Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam đã hợp tác rất là chặt chẽ với Bộ Kinh tế của Israel nhằm chuẩn bị những cái nội dung cho cuộc thảo luận giữa hai bên trong khuôn khổ của khóa học đầu tiên của Ủy ban hỗn hợp. Our economic and trade relations have developed along with the bilateral relations, and it's my opinion it's one of the most important pillars of these relations. Israel launched its economic and trade mission in Hanoi only 5 years ago and in Ho Chi Minh City 2 years ago. Vietnam currently has a trade representative in Israel as well. We're witnessing a significant number of business success stories, and most importantly, the trade balance is on growth trend year after year and has reached approximately $1 billion in recent years. Có thể nói là trong quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Israel thì quan hệ hợp tác về kinh tế và thương mại giữa hai nước chúng ta đã được thiết lập từ rất là lâu. Cách đây 5 năm thì Israel đã mở văn phòng đại diện thương mại tại Hà Nội, và cách đây 2 năm thì chúng tôi cũng đã có văn phòng đại diện thương mại của Israel ở thành phố Hồ Chí Minh. Việt Nam hiện nay cũng đã có đại diện thương mại tại Israel, và sự khai trương văn phòng đại diện thương mại của hai nước thì cũng đã đem lại rất là nhiều các cái câu chuyện thành công cho doanh nghiệp của hai nước chúng ta. Bên cạnh đó thì thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel đã tăng đáng kể, và hai nước chúng ta thì có cái sự cân bằng trong thương mại hai chiều. Chúng tôi cũng rất là vui mừng khi thấy là cái kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Israel đã đạt con số gần 1 tỷ đô la trong thời gian gần đây. This year we started working together on a feasibility study that examines various aspects of a free trade agreement between Israel and Vietnam. This is the single most important and comprehensive economic and trade agreement any two countries can have. And I'm sure that if we decide to sign such an agreement, it'll dramatically boost the trade between both sides. Our economies complement one another and hardly compete. Chúng tôi cũng rất là vui mừng được hợp tác với phía Việt Nam nhằm tiến hành nghiên cứu khả thi cũng như là chuẩn bị bước đầu cho việc tiến tới ký kết một hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel. Có thể nói đây sẽ là một cái hiệp định thương mại toàn diện nhất mà hai quốc gia có thể được có được. Chúng tôi rất là mong muốn rằng việc ký kết hiệp định thương mại giữa Việt Nam và Israel thì sẽ giúp thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại song phương giữa Việt Nam và Israel và Việt Nam, và sẽ giúp cho hai nền kinh tế của chúng ta có thể tăng cái khả năng bổ sung, bổ trợ cho nhau hơn nữa trong tương lai. This fact should enable us to reach an agreement and start enjoying its fruits rather quickly. I want to take this opportunity to urge the Vietnamese government to fully back the negotiation process, just as I personally do so on the Israeli side. I also want to invite you, my fellow business people and entrepreneurs. In my previous life, I was fortunate to be a business person before I entered politics, to take an active role in shaping this future FTA as it materializes by sharing your views with the Foreign Trade Administration, whose representatives are with us today. Chúng tôi rất là mong muốn là cái hiệp định thương mại tự do này sẽ sớm được ký kết giữa hai nước chúng ta, và chính vì vậy mà chúng tôi cũng thúc giục chính phủ Việt Nam sẽ tạo thuận lợi cho quá trình đàm phán về hiệp định này. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là các doanh nghiệp của hai nước sẽ đóng một vai trò tích cực trong cái quá trình định hình cái hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Israel, bằng việc là chia sẻ những cái ý kiến, những cái nguyện vọng cũng như là những cái mối quan tâm của các quý vị liên quan đến hoạt động thương mại cũng như là đầu tư giữa Việt Nam và Israel. We're at a very special period of time in the Jewish year between the festival of Rosh Hashanah, which is the new year, and the holiest day, which is Yom Kippur, just a few days away. You found a wonderful period to come and visit Israel, and we're so happy to have you over.
Thưa ngài Bộ trưởng, cách đây một vài ngày thì chúng tôi cũng đã có một cái ngày nghỉ lễ rất là lớn ở Israel, và trong một vài tuần tới thì Israel cũng sẽ tổ chức đón mừng năm mới theo lịch của đạo Do Thái. Và chính vì vậy mà chúng tôi nghĩ rằng là sự có mặt của ngài Bộ trưởng vào thời điểm này Israel thì có một ý nghĩa rất là quan trọng và cũng rất là đúng lúc. Chúng tôi rất là hoan nghênh ngài Bộ trưởng như là đoàn Việt Nam đã tới Israel vào thời điểm này. I also want to give a couple of tips to the Vietnamese business people here about doing business with Israelis. So Israelis are by and large very warm. We typically look for a long-term relationship, not a one deal, but a long-term relationship. And it's not about selling the products we have today, it's about partnering together and imagining what the problems and solutions might be tomorrow. Nhân dịp này thì tôi cũng xin có những cái lời khuyên đối với các doanh nghiệp Việt Nam cũng như là Israel làm ăn ở hai nước. Trước hết là về cái đặc tính của người Israel thì người Israel chúng tôi là những người mà rất là thân thiện, rất là nồng hậu. Khi mà làm ăn kinh doanh với ai thì chúng tôi không chỉ là mong muốn là quan hệ một sớm một chiều, mà chúng tôi mong muốn là thiết lập cái quan hệ lâu dài. Và chúng tôi không chỉ là quan tâm đến việc là chúng tôi có bán được sản phẩm của mình cho các đối tác của mình hay không, mà chúng tôi muốn thiết lập một cái quan hệ đối tác rất là chặt chẽ với các nước, trong đó có Việt Nam, để chúng ta có thể cùng nhau khai thác được tối đa những cái tiềm năng của hai nước, cũng như là xác định những cái vấn đề và cùng nhau giải quyết những vấn đề, những khó khăn, thách thức đối với cả hai nước trong tương lai. And also, don't be offended if we interrupt you in the middle of the sentence. That's just the way we Israelis are, because every two Jews have three opinions. Và khi mà chúng ta chẳng hạn như là doanh nghiệp hoặc là hai bên Việt Nam và Israel đang ngồi ăn tối với nhau chẳng hạn, thì quý vị cũng đừng cảm thấy bực mình khi mà có một người Do Thái ở trong bàn ăn bỗng nhiên lên tiếng hoặc là cắt ngang lời của quý vị, bởi vì là chúng tôi có một cái câu thành ngữ là hai người Do Thái nhưng mà có đến ba ý kiến. So I want to wish you all a wonderful experience, and I want to wish you a happy new year. Shana tova, chúc mừng năm mới. Chúng tôi xin được chúc tất cả các quý vị và tất cả chúng ta một cái năm mới vui vẻ và hạnh phúc. Chúc mừng năm mới. Thank you. I would like to end the call His Excellency Minister Wang Quan to the podium. Tôi xin phép được mời ngài Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Việt Nam phát biểu.